giờ đây anh đang nơi đâu, rừng sâu hay nơi biên cương, mà về đây hiên ngang anh đứng bên nhau. Như miền thân ái chào gặp lại quý khán giả của đài VNA TV tại Lido đô Sài Gòn, thủ đô của người Việt tị nạn trên băng tần 57.3, miền Bắc San Jose trên băng tần 16.10 và Hữu Tinh Texas trên băng tần 27.4. Đây là chương trình phục vụ cộng đồng mùa đại dịch coronavirus giết hại nhân loại. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi, thưa quý vị, được dành cho Hội Chuyên gia và Doanh nhân Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ trong công trình góp một bàn tay xây dựng linh đài Đức Mẹ La Vang tại nhà thờ Chánh Tòa hạt Orange County. Thì chúng tôi cũng trong cái nỗi niềm cầu nguyện cho đất nước được bình yên, cũng như sẵn có vấn đề đây là hôm qua chúng ta đang chia sẻ quý vị vấn đề Chúa Thánh Thần. Nhưng mà nếu quý vị thấy rõ cái bài diễn văn của Tổng thống Trump hôm qua là rõ ràng có Thánh Chúa Thánh Thần, trong đó có cái sự bảo vệ cái người dân, bảo vệ cái sự công chính, và những gì xâm phạm tới người dân, xâm phạm cái an toàn của người dân thì, và những cái chuyện này, cái thứ vị, nó là có một cái tổ chức đứng sau đó. Nhưng mà cái thứ vị ở đây thì chúng tôi xin phép nhắc nhở, chia sẻ với vị vài tư tưởng về vấn đề Chúa Thánh Thần, là bởi vì vai trò của Chúa Thánh Thần trong Đức Mẹ rất là quan trọng. Mà lễ Chúa Thánh Thần tuần vừa qua, tuần Chủ nhật vừa qua là một lễ quan trọng thứ ba, ba cái lễ quan trọng nhất của đạo Công giáo toàn cầu, là kính thưa quý vị là lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh và lễ Chúa Thánh Thần. Mà trong Chúa Thánh Thần thì hôm qua Đức Thánh Cha có chia sẻ một bài diễn văn của Đức Thánh Cha rất hay, có ba điều. Điều thứ nhất, kính thưa quý vị, trước hết Chúa Thánh Thần là cái hơi thở. Chúa Thánh Thần theo tiếng Hebrew nó là Ruah, cái đó là một hơi thở mà từ đầu khởi nguyên của sao thách sáng thế ký và các nhà chú giải Thánh Kinh. Thì Chúa Thánh Thần là một cái hơi thở bay là đà trên mặt đất mà lúc đó chưa có gì hết. Thì chính Chúa Thánh Thần là tạo ra ánh sáng, mà chính Chúa Thánh Thần là tạo ra, trước Chúa Cha tạo ra vũ trụ, nhưng mà Chúa Thánh Thần là cái hơi thở, một hơi gió. Mà khi mà Chúa Thánh Thần, kính thưa quý vị, khi mà Thiên Chúa tạo thiên lập địa, tạo cái đất, Chúa ông Adam, thì tự nhiên bằng cái đất sét thì Chúa thổi cái hơi Chúa vào mũi ông Adam, thì cái hơi thở đó là hơi thở của Thiên Chúa, hơi thở đó chính là hơi thở mà chúng ta thở hiện giờ là Chúa Thánh Thần. Dạ. Thì chúng ta thấy đây là cái vai trò của giáo hội, là bởi vì Chúa Thánh Thần trong giáo hội, ngài mà lễ Chúa Thánh Thần là cái lễ mà khai sinh giáo hội bằng một hơi thở. Khi Chúa Giêsu thổi hơi vào các tông đồ thì tự nhiên quý vị thấy trên hình là Chúa Thánh Thần, các tông đồ trốn ở trên cái tầng lầu ở trên, 120 người cầu nguyện một tuần 9 ngày thay khi ngài Chúa chết cho đến 9 ngày sau thì có Đức Mẹ cầu nguyện. Thì Chúa dặn cứ đỡ đó rồi Chúa sẽ đến, thì Chúa hiện ra và có hơi thở Chúa thổi vào, tự nhiên cái lửa và ánh sáng chiếu rọi trên tất cả mọi người, tràn ngập Chúa Thánh Thần. Thì cái Chúa Thánh Thần khi mà Đức Mẹ nhận cái lệnh truyền tin của Thiên Thần xuống để mà mời Đức Mẹ làm Mẹ Thiên Chúa, thì Chúa Thánh Thần cũng hiện xuống trong Đức Mẹ, ngự trong lòng Đức Mẹ mới có Chúa Giêsu, Chúa Con. Thì kính thưa quý vị, cái ảnh hưởng của Chúa Thánh Thần là có một cái sự vũ bão, gió và lửa. Lửa nói lên cái sự đốt, là cái tấm lòng như thế ở trên đầu của tất cả các tông đồ, quý thầy có ánh lửa. Mà từ đó ông Phêrô cứ mà nhút nhát trở thành một ông Phêrô dũng mãnh và diễn và làm witness, làm nhân chứng cho Chúa, sự sống lại của Chúa. Mà Chúa là gì? Là tình yêu và sự công chính. Mà một bài giảng của ông đã rửa tội hơn 3.000 người, đó là nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Rồi tất cả những Chúa Thánh Thần nói, các tông đồ ngày hôm đó nói đủ các thứ tiếng. Một hình ảnh của Chúa Thánh Thần quý vị thấy là khi Chúa Giêsu rửa tội ở bờ sông Giô-đan, vừa ở dưới nước lên thì Chúa Thánh Thần hiện xuống, là trên đời trời có tiếng nói là đây là Con yêu dấu của ta. Thì đây là một sự kết hợp Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Thì chúng ta thấy rõ theo giáo lý Công giáo, Đức Chúa Cha là tạo dựng vũ trụ, Đức Chúa Con là xuống để cứu nhân loại, Đức Chúa Thánh Thần là tình yêu và ngài giữ ở đây chúng ta và luôn luôn giúp đỡ chúng ta đi từ mọi nơi mọi lúc. Thì theo bài giảng của Đức Thánh Cha thì thứ nhất là có sự hiệp nhất, unity, kết hợp. Thứ nhì là cái tình yêu. Cái thứ ba là sự thánh thiện. Chúa Thánh Thần luôn luôn có một sự thánh thiện hoàn toàn, vì Chúa nói hãy giống Cha ta vì ta là tấn khiêm nhường, hiền lành trong lòng, và ta là thánh thiện giống như Cha ta ở trên trời. Thì chúng ta thấy ở đây, nơi nào có sự bình an là có Chúa Thánh Thần. Nơi nào có sự
bất ổn thì không có Chúa Thánh Thần. Nhưng thưa quý vị, thì cái ơn của Chúa Thánh Thần, chúng ta thấy như cái bài diễn văn của Tổng thống Trump nói, bằng mọi giá Ngài sẽ đem đến cái sự bình an, cái sự an toàn của dân chúng, và nơi nào không có luật lệ thì tất cả đều phải nhận cái hậu quả hoàn toàn. Và ông nói nếu mà các governor hay là các mayor mà không có thể làm được á, thì ông sẽ cho quân đội vấn đề giải quyết và duy trì luật lệ đúng theo hiến pháp và đúng theo tinh thần an toàn của dân tộc. Đó là trách nhiệm của ông Tổng thống. Vâng, cảm ơn anh. Mà giờ thì chúng tôi sẽ tắt lại chương trình sau vài phút quảng cáo. Việt Nam American, Việt Nam American, tình đồng minh trên vai chiến đấu.